Mồi. Mày kéo vậy hả? Mày kéo ra. Tại nó sợ cho nó lạnh á. Nặng quá. Hi baby. Baby. Hi. Lạnh quá rồi. Không có che cái mặt nó lại. Cái này khó hiểu quá. Bỏ nó đi. Lâu bỏ nó cho heo qua nha. Ủa, gà đâu rồi? Gà chơi à. Rồi, mình sẽ xứng tiếp đi nè. Nè. Tiếp đây rồi kìa. Nè, xe mình đây nè. Xe bị bao luôn nguyên. Xe mình đó. Đây nè, trước mặt đây nè. Bao nguyên chiếc luôn. Không biết còn yêu luôn. Thì nó xuống chân chơi đi. Không chịu kìa. Nó sợ ra. Nó đâu có biết đâu. Nè, xuống nè, mới đi đạp ông già tiếc cho. Đi không được. Đi không được, nó sợ. Nó sợ. Nói kéo nó quay được. Đâu vậy? Nè, quay cho tụi ý coi đi kìa. Ôi, mỏi cao mỏi. Trời ơi, giày nó dính vô giày nó rồi. Đây, xoay qua. Con bé nó đi chạm tuyết à. Ừ. Cái này không phải giày tuyết mà. Chưa hay xuống hết đó nhà mình á, bị tiết bao dây hết rồi, còn đang rơi lớn rồi đó. Alvin ơi, Alvin ơi. Oh no, ơi không thích chơi tiếp. Nó đâu biết gì đâu vậy, thích rồi đi vô, nó vô mặt nó rồi đó.